Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Sáng nay ngày 26 tháng 2, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Tỉnh Thanh Hóa có 3.655 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân nhi. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay, 3.655 thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chủ trương tuyển quân tròn khâu từ địa phương với phương châm tuyển đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, tuyển người nào chắc người đó, Thanh Hóa đã tuyển chọn và chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ chính thức năm 2024 là 3.655 công dân. Số công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ nhập ngũ vào 14 đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và các đơn vị công an. Các thanh niên nhập ngũ được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp sàng lọc, lựa chọn kỹ, trong đó chú trọng chất lượng chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa. Cùng với chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức lễ giao nhận quân, cấp ủy chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời chính sách hậu phương quân đội nhằm động viên khích lệ tinh thần các tân binh. Trong buổi sáng hôm nay, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội để được rèn luyện, phấn đấu, thực hiện ước mơ hoài bão của tuổi trẻ, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đây sẽ là nguồn cán bộ cơ sở dồi dào cho các địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các địa phương thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 26 tháng 2 năm 1946, 26 tháng 2 năm 2024, sáng nay, huyện ủy Quảng Xương đã tổ chức lễ dâng hương tại nhà lưu niệm nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện tại làng Hòa Chúng, xã Quảng Thọ, nay thuộc phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn. Từ chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên chỉ với 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện Quảng Xương đã có trên 10.000 đảng viên sinh hoạt tại 49 tổ chức cơ sở đảng. Những năm gần đây, Đảng bộ, nhân dân huyện Quảng Xương đã phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách, đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực, thu nhập bình quân đạt 63 triệu đồng một người một năm, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu toàn tỉnh. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Xương nguyện đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024 và phấn đấu đến năm 2030 xây dựng huyện Quảng Xương trở thành thị xã. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhu cầu tuyển dụng thêm lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đã có dấu hiệu tăng. Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đang chủ động kết nối, hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động. Qua khảo sát sơ bộ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, sau Tết có khoảng 32 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng gần 8.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 70%. Ngoài ra, hàng chục doanh nghiệp cũng đã đăng ký tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài ngay trong quý 1 cho các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Hungary, Đức, Đài Loan, khu vực Trung Đông. Tính đến cuối tháng 2 năm 2024, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng trên 9.300 lao động, trong đó có trên 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Dự báo xuất khẩu sẽ phục hồi mạnh mẽ khi nhu cầu thị trường thế giới và trong nước tăng ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực, tập trung ở nhóm thương mại, dịch vụ, may mặc, công nghiệp chế biến chế tạo, tài chính, ngân hàng. Trong gần 10 năm qua, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã giúp đỡ hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên hai tuyến biên giới. Qua đó góp phần nuôi dưỡng ước mơ, nâng bước cho các em học sinh nghèo nơi biên cương xa xôi, chỉ còn đường tới trường. Gần 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã đỡ đầu 101 học sinh theo chương trình Nâng bước em đến trường và con nuôi biên phòng với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Đây là số tiền đóng góp của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và nguồn huy động từ các tổ chức xã hội từ thiện, cá nhân giàu lòng hảo tâm. Trong quá trình nhận đỡ đầu, các đồn biên phòng cử cán bộ chiến sĩ thường xuyên gặp gỡ, giúp đỡ cả về vật chất và động viên tinh thần vượt khó cho các gia đình và học sinh. Ngoài ra, thực hiện dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhận đỡ đầu 219 cháu. Tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các cái nhà trường để rà soát các cái cháu học sinh trên địa bàn có cái hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, rồi là con của các cái gia đình chính sách, đặc biệt
là con em của các cái đồng bào dân tộc đặc biệt ít người, có cái hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện phương châm xuyên suốt, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Bằng tình cảm và trách nhiệm, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã nâng đỡ và động viên con em đồng bào biên giới vượt qua khó khăn để vững bước trên con đường tri thức. Qua đó, góp phần củng cố, phát huy truyền thống gắn bó mật thiết quân dân, tạo sức mạnh đoàn kết, chung sức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ và Internet, các hình ảnh văn hóa, du lịch hay sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm đặc trưng của Thanh Hóa đã được quảng bá rộng rãi hơn. Công nghệ số đã giúp các đơn vị doanh nghiệp tiếp cận khách hàng thuận lợi hơn. Thanh Hóa đã đưa vào sử dụng ứng dụng du lịch thông minh Smart Travel tại 8 khu điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, đồng thời cập nhật số hóa 71 khu điểm du lịch, 25 khách sạn lên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu du lịch tỉnh nhằm hỗ trợ quảng bá, giúp khách du lịch tìm hiểu, trải nghiệm các điểm đến. Trên lĩnh vực sản xuất, công nghệ số đã hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị sản xuất nông nghiệp thực phẩm trong tỉnh, mở rộng thị trường tiêu thụ, tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. Với sự phát triển của công nghệ và Internet như hiện nay, nếu các đơn vị doanh nghiệp tích cực đổi mới và thích ứng thì sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội phát triển. Công nghệ số sẽ góp phần quảng bá sản phẩm nhanh chóng và hiệu quả, giúp các đơn vị doanh nghiệp thúc đẩy doanh số tốt hơn. Ý thức được vai trò, sứ mệnh trong điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em, thế hệ mầm non của đất nước, những năm qua, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa luôn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho trẻ em trong tỉnh và các vùng lân cận. Mỗi cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, nỗ lực chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các bệnh nhi. Đơn nguyên tâm bệnh thuộc khoa thần kinh tâm bệnh là một khu vực điều trị khá đặc thù của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, thực hiện chức năng điều trị bệnh tự kỷ cho trẻ em. Ngoài nhiệm vụ của người thầy thuốc, các y bác sĩ điều dưỡng ở đây còn phải đảm nhận thêm vai trò của người giáo viên, người mẹ hiền. Với sự kiên trì, tận tâm và lòng yêu thương, họ đã thắp sáng niềm hy vọng cho nhiều trẻ em tự kỷ, hòa nhập với cộng đồng. Bệnh nhân nhi, nhất là những trẻ chưa biết nói, việc chẩn đoán ban đầu gặp nhiều khó khăn. Những lúc ấy, chính sự thấu hiểu cộng thêm quan sát tỉ mỉ đã giúp các bác sĩ sớm tìm ra được nguyên nhân gây bệnh và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả nhất. Khám bệnh cho các cháu là đối tượng tương đối đặc biệt như vậy, cho nên là ở khoa khám bệnh trong những năm qua là chúng tôi luôn luôn giáo dục tinh thần cho cán bộ, người lao động trong khoa khám bệnh là luôn luôn phải giữ vững tâm lý tốt, tâm huyết với các cháu và luôn luôn niềm nở, tạo cái không khí thân thiện cho các cháu khi đến khám bệnh. Với tình yêu trẻ thơ, lòng nhân ái, lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp, những thầy thuốc của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực với nghề để bảo vệ sức khỏe cho các bệnh nhi và hạnh phúc cho nhiều gia đình, vun đắp thêm niềm tin, hy vọng vào cuộc sống. Tiêm vaccine là phương pháp đơn giản và hiệu quả giúp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Hiện nay, ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng, ngày càng nhiều cơ sở y tế triển khai tiêm chủng dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêm phòng của người dân. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu của người dân về tiêm chủng đầy đủ các vaccine để phòng bệnh cho trẻ cũng ngày càng lớn. Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 600 cơ sở triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm dịch vụ. Sự phát triển đa dạng các cơ sở tiêm vaccine đã tạo điều kiện cho người dân dễ dàng đăng ký và đi tiêm phòng vaccine đúng lịch, đúng mũi tiêm. Tại phòng tiêm của chúng tôi, thì nguồn vaccine được duy trì khoảng trên 20 loại vaccine dịch vụ, đảm bảo đầy đủ các vaccine theo nhu cầu của người dân. Cơ sở chúng tôi thì thực hiện đầy đủ các quy trình của an toàn tiêm chủng, nguồn vaccine được nhập và cung ứng từ nhà nhập khẩu. Tiêm chủng là yếu tố quan trọng của chăm sóc sức khỏe ban đầu để có một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Các loại vaccine đang triển khai tiêm hiện nay có thể giúp chủ động phòng ngừa hơn 30 căn bệnh truyền nhiễm. Kết quả nghiên cứu đánh giá của các tổ chức y tế cho thấy có khoảng 85-95% người được tiêm chủng đủ số mũi tiêm sẽ tự sinh ra miễn dịch đặc hiệu, bảo vệ cơ thể không bị mắc bệnh. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.